Sáng nay thì Ngân đang chuẩn bị đồ để mà đi về nhà. Chuyến này thì Ngân sẽ xuất bến từ ở Campuchia, Ngân sẽ đi đường bộ về nhà luôn á. Sáng ngủ dậy cái cha Ngân gọi, cha chồng Ngân gọi hỏi về chưa, rồi không có kịp ship mùng mền luôn à. Chuẩn bị hành trang đi về nhà thôi. Này gọi là cái chuồng heo của hai vợ chồng đó, đi đâu cũng không có thích bằng ở đây. Ở đây Bật sẽ không mí nghe mọi người, đây là lần đầu tiên mà Ngân rời ở Campuchia, Ngân đi đường bộ về là đây, mình đi xe đầu á, và mình sẽ trình bót bo đi đường xe trên bờ. Đây đây là bót bo mà hôm bữa Ngân với ông xã Ngân đã đi lấy rồi nè, có bót bo rồi, mình về mình chỉ cần qua cửa khẩu mình đóng bót bo là mình đi về được rồi. Chừng nào mình lên thì mình chạy lên mình đóng bót bo ha. Bữa nay á, mình đi đường xe thì ban ngày á, sẽ nắng dữ lắm luôn á. Ban ngày rất là nắng cho nên là phải xức kem thôi, phải thoa kem dưỡng da mới được. Bữa nay trắng trắng được xíu rồi, bữa hổm ngon đen dữ lắm. Trời càng nắng thì nó sẽ càng trắng, đi xà lan cũng phải ngựa nó nha. À quên nữa, bữa nay là Ngân về Ngân đi đám giỗ. Ngân về nhà đó, nhà chồng Ngân là một năm có hai cái đám giỗ nha. Đám giỗ hôm bữa á, là Ngân không có về được rồi, tại vì bữa đó Ngân nhận hàng Bình Thơ á. Đợt này là bằng mọi cách Ngân phải về, tại vì đậu trên đây cũng đậu không mà đâu có làm gì trên đây đâu. Bữa nay quay hành trình Ngân đi về Việt Nam bằng đường bộ cho mọi người xem nha. Lên Campuchia á, là trên đây có thủ tục giấy tờ hết nha. Mình khi mà mình sang Campuchia là mình phải có thủ tục giấy tờ mình mới sang Campuchia được. Đi đường sông thì cũng giống như trên đường bộ vậy đó. Nhiều lắm. Hôm qua anh vét hết chưa? Không vét bơm. Thấy nước còn nhiều lắm á. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Đi về thôi. Sáo xuống xuồng rồi đó. Cũng sáo xuống xuồng sẵn rồi đó. Rồi rồi rồi, tới công chuyện rồi. Mưa ơi, mưa ơi. Hết già hết số rồi đây. Chạy quá chạy rồi, giờ đi lên nè. Rồi đi lên đi bà má. Lên đi, lên đi, lên đi, em lên được mà. Anh đi trước đi. Tưởng chạy một phát nữa mới lắc. Rồi. Lên thôi, lên thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi bye bye nha anh Châu. Ủa vậy hả, còn lấy thùng composite nữa hả? Vậy chờ xíu. À chồng. Rồi giờ mình lên cảng rồi. Trên đây không có mưa. Ủa vậy kêu anh Châu buộc xuồng đi lên luôn. Anh Châu. Dạ anh Châu còn lấy cái nào cài? Cái nào cài? Ủa vậy hả? Thấy người ta chạy qua hết vậy. Cái cảng rồi thành đừng có mắc đồ không có không.
Bây giờ mình đã đi lên trên cảng rồi. Mà mưa lớn quá lớn rồi. Ai đi cũng đông vui lắm nha, đi nguyên đoàn luôn á. Ai đi nguyên đoàn luôn. 1 2 3 4 6 người. Composite như đó đó hả? Cái đó nước không hả anh? Keo composite. Mật ong. Bỏ quên luôn. Mời anh Châu. Để nhậu nữa nha. Composite về xuống làm chiếc bo bo à. Rồi bây giờ mình lên xe mình đi thôi. Lên đi. Lên đi. Hai chậu lên đi. Đó ba. Ba ba. Mẹ xe tao bụi chảy như không có chỗ ngồi quỷ mập vậy chứ. Phải hả? Ba trước ba sau. Ba trước ba sau. Anh dở vô cứ nhận đâu. Anh mới nhận hả? Trời ơi, chứ không vô tao dẫn cho. Được tí không được tí ơi, coi chừng cái cây. Tí qua đây đi. Nè qua ở đi. Ở đây con ngồi đây cho. Con ngồi đây cho. Trời ơi vừa luôn. Đâu ngồi trên đây được, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm con. Ngồi chịu không nổi. Đi gần thì được chứ đi mà đi đi gần mà ngồi chỗ đó thì chết luôn. Thủ lô không. Đó, ngồi bình thường, ngồi trong ngoài ngoài. Nó không vừa, không vừa chút xíu rồi nó vừa. Đó. Đó. Nè. Xíu rồi nó vừa tí ơi. Hả? Đi đâu chứ? Ăn gì? Chưa sáng rồi. Sao ăn gì chưa không? Ủa sao? Ăn phở, phở Việt Nam ngon lắm. Ờ, sao phở Việt Nam đây, phở Hà Nội đây. Đâu có heo không? Qua cầu nâu á. Anh, đâu có heo không? Sao ngồi được? Đâu có heo. Chắc có heo quá. Ở chư thứ này nó có heo à? Phật bò không à? Gì hả? Chỗ đó phải không? Chỗ Hà Nội á. Bò không à? Đây, ghé bò nâu ăn cơm. Cơm nổi không? Để trong tủ lạnh nào ăn cái bò múc muỗng dính tường không vậy ăn một bữa một ngày bữa thôi mà chị lu bu là chị cũng múc một ly cà phê sữa à. Đó quần áo hay đồ đâu không mua đồ bận vô con. Trời ơi trời tắm mưa tắm mưa hả tắm mưa hả thay một hai mày về nhà mày thay đồ được cái táo từ này đồ đâu thay mày mày chạy hoài mà đúng cái hết rồi giờ ghé cây xăng rồi mưa quá trời lớn rồi xe của mình giờ chùm kính mít. Ê, ê về nhà kêu vợ chọn cho bộ đồ nó đi. Trời lo kiếm tiền không à. Tắm mưa hả? Tắm mưa hả? Tắm mưa hả? Ở lâu rồi tắm mưa. Không mặc áo mưa gì hết trơn. Kéo này sát vô tạt ra đây nè ông Mạnh ơi. Kéo sát qua đây nè. Giờ mình vô ăn phở, phở Hà Nội nha. Đâu rồi? Wow, trời ơi, cái xương ống đã không? Thôi có hủ tiếu, có mì nữa kìa. Bò không hả? Cái giò về là bao nhiêu tô con? Cục quá, 2-3 cục với người của đáng tin mình. Vô vô.
Trời ơi, vô đây toàn là gỗ không à. Đại lý bán gỗ. Muỗng vàng nha sao? Thì vàng. Nè, cái muỗng còn không? Muỗng gì mà nặng dữ, cái muỗng này mà con ký tính tiền là lỗ luôn á. Tôi thở nha. Tái bò viên. Hay là gì? Cho sáu đi. Nè, cho sáu đi. Tái. Giá là cao rồi đó. Làm cho con tái nha. Giờ vô ngồi kêu ly bạc xỉu, uống ly bạc xỉu đi rồi cái chờ chừng nào xe mở cửa là mình lên, tại vì mình đã đặt vé sẵn hết rồi. Xe bữa nay Ngân đi là xe Việt Nam Campuchia nè, xe này Sadec Cao Lãnh năm bên, mình sẽ về Sadec nha, mình đi xe về Sadec thôi. Lên xe đã mở cửa rồi. 11 giờ xe mới xuất bến. Cho em ngồi ngoài đi. Lên xe. Lên xe nha. Thử cái ly nước này xong anh. Máy. Cho máy đi. Lên xe, lên xe. Thôi bắt đầu sạc USB nữa. Ừ. Thôi, USB sạc. Được. Lên xe. 4 giờ mấy? Mình đặt 5 giờ. Ok. Trả tiền xe 1 triệu. Em xuống đâu? Cho em xuống bên xe Cao Lãnh. Cao Lãnh, em xuống xe cũ đi, mình đi chợ như này thôi nha. Ồ, vậy hả? Dạ. Như là như ở Hồng Ngự là em xuống bên xe được không? Bên xe mới, được. Dạ, cho em xuống bên xe mới đi. Vậy cho em xuống bên xe Hồng Ngự đi. Chỗ nào em tiện đón xe. Dạ em, thì đó Trang. Dạ. Cho em xuống ngay chỗ nào tiện á. Trang cái này nè, mua vé đi thôi. Dạ, dạ, cũng được, cũng được. Dạ, dạ. Lần đầu tiên đi xe về luôn đó. Đi này mấy năm lần đầu tiên đi xe về á. Rồi. 300.000 vé. 2.600k. Lần đầu tiên Việt Kiều về nước. Lần đầu tiên con nợ đi về nước. Lần đầu tiên mà mình đi về quê bằng đường bộ như thế này, không biết sẽ như thế nào, cho nên là bữa nay sẽ quay lại cái hành trình cho mọi người xem nha. Toàn là nhà cao tầng luôn rồi. Giờ con không biết là con đang ở đâu luôn. Soi 2.000 một gói.
hai gói 4.000. Đây hai gói xôi, xôi đậu đen. À, lên xe đi. Ôi bánh này quá chừng. Bánh trà bông này nhìn ngon ghê anh. Cái bánh trà bông này nhìn ngon ha. Ủa? Nhưng mà ăn không biết có ngon không. Đi. Thì đã đi tới cửa khẩu Vinh Bà rồi, mới vừa đóng mộc ở bên Campuchia Bốt Bo xong, bây giờ mình đi qua bên Việt Nam đóng mộc ha. Đây ghe lúa quá chừng luôn nè, đây quá chừng ghe lúa luôn. À, hiện tại bây giờ đang là mùa lũ á, thì Ngân nghĩ là ở trên đây sẽ ngập không có lúa. Nhưng mà thật ra lúc nãy mình đi trên đường á, lúa nhiều lắm nha. Lúa bây giờ có những cánh đồng lúa đang chín hoặc là đang trổ. Lúa nhiều lắm. Bây giờ là mình đang ở cửa khẩu quốc tế Vinh Bà. Cầm Bốt Bo này qua bên Việt Nam đóng dấu một cái nữa mình mới về được. Quá trời nắng luôn. Nghe nóng nè. Ồ, ghê lúa.
nhiều kinh khủng luôn. Hai bên cầu luôn nha, bên đây cầu nữa nè. Đây, ngay chỗ này là cửa khẩu quốc tế Vinh Bà nha. Phải đóng thêm một cái mọc nữa mới đi qua được. Đó. Quá nắng rồi. Lần đầu tiên trải nghiệm đi đường bộ. Đi cái đường nó xấu ha, xe nó dằn ha, bị say xe quá chừng luôn. Nó mệt đi không nổi luôn á. Qua thấy đường đẹp rồi, Việt Nam. Ừ. Đường xấu kinh khủng. Giờ là mình đã qua biên giới rồi. Chú cho nghiệp vụ bây giờ đang ở trên xe, còn đang hỏi trên xe kìa. Nghiệp vụ khôn ha. Chó huấn luyện được nhiêu đó đó, hỏi không khôn. Giờ còn đang kiểm tra chiếc xe nữa thì mình mới được về. Người thì đã kiểm tra xong rồi đó, còn xe kiểm tra nó mới qua được. Bây giờ thì Ngân đã xuống xe rồi. Ngân xuống ngay chỗ bến xe này là xe Kim Cương ha. Ừ, bến xe Kim Cương ngay chỗ Cao Lãnh. Ngân đã mua vé rồi, 5 giờ là mình lên xe. Quá trời đói bụng luôn. Đói bụng cung giò luôn. Mà dân đi ra đó có hiểm bao giờ? Anh đi đây. Anh đi đi. Em đi hết nổi rồi. Đói bụng quá. Giờ đi hết nổi rồi. Lên xe luôn rồi, đi không? Chưa. Đúng 5 giờ xe mới chạy. Bây giờ là đói bụng cũng giò rồi. Ông xã Ngân đi ra ngoài lộ kiếm có gì mua không? Giờ là mình ngồi ở đây mình chờ. Vé thì đã mua xong rồi. Đói bụng quá. Từ sáng giờ ăn được một tô phở. Với lúc nãy lên xe ăn được gói xôi nữa. Giờ là đói meo luôn. Giờ là 5 giờ chiều rồi đó. Lên xe về Tiền Giang thôi. Kim Cương 120.000 vé. Thôi hai chồng ngồi ghế. Cái ghế này ngãi xuống sao. Đó rồi đó. Cao chứ. Đó rồi đó. Quá chuẩn bị xe xe rồi. Khó chịu quá.
đi kiếm chỗ đi vệ sinh. Tại vì mình đi từ ở bên ngay chỗ Cao Lãnh về đây không có ghé chạm dừng chân nào hết trơn. Đi thẳng một hơi về tới đây 3 tiếng đồng hồ, bây giờ là 9 giờ tối rồi. Ê da, trời nó mỏi cái tay. Giờ là 9 giờ tối rồi, không mới về tới bến xe Thân Hữu Nghĩa. Con đang ở cái chỗ cây xăng Thân Hữu Nghĩa nè. Cây xăng Petrolimex. Bây giờ là chờ xe tới rước. Đói bụng meo gâu luôn á. Đi cho cố vô. Đói bụng meo gâu luôn. Nhưng mà giờ không có dám ghé ăn ở đâu ăn được. Tại vì mẹ nói mẹ chờ về ăn cơm luôn. Cha với mẹ chờ về ăn cơm luôn. Cho nên là giờ không có dám ghé ăn cái gì luôn. Về nhà luôn. Bên kia có quán phở Chà Bá luôn. Ngân đã về tới Mỹ Tho rồi. Chút xíu nữa là sẽ về tới Mỹ Tho. Bên kia là quán ăn Minh Tâm. Quán siêu to khổng lồ luôn á. Xuống xe. Quen lắm rồi. Quen không? Rồi em đi nha. Cảm ơn nha. Bye. Đi hết nổi luôn rồi. Quá mệt rồi. Về tới nhà rồi. Thứ tư.